Kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì kênh quay trở lại với bãi kiểng của anh Khoa ở Ô Môn, thành phố Cần Thơ với cô chú anh chị. Giao lưu cùng cô chú anh chị mình hôm nay một lô phôi mai vàng cây bonsai đế quái, đủ dáng đủ kiểu luôn quý cô chú anh chị nha. Giá từ 350 cho tới 1 vài triệu hay với cô chú anh chị. Cây nhỏ gọn dễ chơi với cô chú ha. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Khoa ạ. Liên hệ với số điện thoại của anh Khoa giúp em với cô chú anh chị ha. Em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề, quý cô chú anh chị mình để ý giúp em nha. Dạ, bây giờ em xin mời cô chú anh chị vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của anh Khoa luôn ạ. Bỏ thuốc dạ, xin chào anh Khoa ơi. Chào Phương, chào bà con của bác mọi miền nước nha. Hôm nay em có bứng gì một lô mai vàng bonsai khá đẹp nha cô bác. Mong cô bác ủng hộ cho em ạ. Số điện thoại của em là 0939221944. Số đó cũng là số Zalo luôn nha cô bác. Rồi không làm mất thời gian cô bác ha, mình vô cây số 1 nha cô bác. Dạ, số 1 đầu nhất nha cô chú. Là một cây sù nha cô bác. Sù hết trơn ở trên đây luôn ha. Cây này nhỏ chứ nó già lắm nha cô bác. Rồi dáng là một con thú luôn nha. Thú dạ, còn dễ cây để bàn bonsai khá đẹp. Rồi em xin đo hoành thang. Hoành thang vị trí này nó là 12. Chiều cao em nó là 46. Đường kính bầu của nó là 24. Rồi mã số 1 em giao lưu bác là giá là 300k, bao xí ship toàn quốc rồi cô bác. Dạ 300 ngàn thôi cô chú. Cây nhỏ nhưng mà rất là già cây luôn nha cô chú. Lên sụ hết trơn luôn nha cô bác. Dạ. Đây. Rồi em đổi luôn nha. Rồi tới mã số 2 là một cây sụ nữa nha cô bác. Dạ dáng trực có cốt cành luôn cô chú anh chị nha. Rồi nó sụ hết trơn này luôn ha. Lên trên đây nó cũng sụ luôn. Cây nhỏ mà nó khá khéo. Rồi hoành thang vị trí này nó là 13. Chiều cao em nó là 57. Đường kính bầu của nó là 30. Rồi mã số 2 nè em giao lưu của bác là giá là 300k, bao phí ship toàn quốc luôn nha cô bác. Dạ 300 ngàn nha cô chú anh chị. Cây này mình chơi một cặp chứ cây số 1 cũng ok với cô chú ha. Dạ rồi em đổi cây luôn. Rồi tới mã số 3. Cây cũng khá quái ha, khá đẹp nha. Lên đang lên sù nha cô bác. Đây lên sù hết trơn này à. Nhỏ chứ nó già lắm, già cây lên xù hết rồi. Rồi đo chỗ cái eo này đi. Hoành thang vị trí này nó là 16. Chiều cao em nó là 55. Đường kính bầu của nó là 29. Rồi mã số 3 em giao lưu bác giá là 600k, em bao phí ship toàn quốc cho cô bác nha. Dạ 600 ngàn nha cô chú anh chị. Cây này nó nhỏ nhưng mà rất là già cây. Già nó muốn chảy xù hết rồi. Rồi em đổi cây luôn nè. Rồi tới mã số 4. Bốn cây này cũng có chi cành luôn đó. Hoành thang vị trí này nó là 16. Dạ. Chiều cao em nó là 56. Đường kính bầu của nó là 33. Rồi mã số 4 em giao lưu bác giá là 800k nha. Dạ 800 ngàn thôi, mai về là số 4 nha. Rồi tới mã số 5. Mã số 5. Cây mini khá đẹp, cây này đã ăn lên sù nu cục cục hết rồi quá. Dạ đế nơm luôn. Rồi. Rồi hoành thang vị trí này nó là 16. Dạ hoành được 16. Chiều cao em nó là 48. Đường kính bầu là 29. Rồi mã số 5 này em giao lưu bác giá là 750 ngàn nha cô bác. Dạ 750 ngàn cô chú anh chị. Cây này hoành nhỏ mà rất là già cây luôn nha. Dạ rồi. Rồi mã số 6 là một cây khá đẹp ha cô bác. Một cây đế cũ. Cây này nhìn nó cũng quái quái luôn nha cô chú anh chị. Mấy cái đầu trên nó cũng đang hiện tượng đang chớm sụ hết rồi. Rồi hoành thang vị trí này nó là 29. Dạ hoành được 29. Chiều cao em nó là 34. Đường kính bầu của nó là 32. Rồi mã số 6 này em giao lưu bác giá là 1,2 triệu, em bao phí ship toàn quốc nha. Dạ, cây này đế sổ nôm nó đặc luôn nha cô chú anh chị. 1,2 triệu trăm ngàn. Cây
Cây nhỏ chứ già cây lắm hay quá. Cây này mình chơi gì mình để bàn ha, chơi bonsai để bàn hay quá. Dạ, em đỡ cây luôn ha. Rồi, tới mã số 7. Cây dán trực đến lên luôn nha quý vị. Rồi, quanh thắng dĩ trí này là 18. Dạ. Chiều cao em nó là 71. Đường kính bầu của nó là 30. Rồi mã số 7 này em giao lưu bác giá 800k thôi quá. Dạ 800.000 thôi cô chú anh chị nha. Giá cũng vừa chơi thôi với cô chú anh chị. Gây dạ lên gân guốc hết trơn hả quá. Nó lên u nặng hết trơn này. Dạ rồi em đổi cây luôn anh nha. Rồi đây mã số 8. Mã số 8 là như một con thú ha cô bác. Giò cắn đầy đủ ha. Rồi em báo với cô bác đây là có một cái thẹo lũa ha. Em đã đục vô sâu em chắc keo rồi. À, cái lũa cái rễ nhỏ mà em đục con chắc keo cái gì cô bác an tâm chơi. Rồi quanh án vị trí này nó là 22. Chiều cao em nó là 49. Đường kính bầu là 37. Rồi mã số 8 em giao lưu của bác là 650k nha. Dạ 650 cô chú anh chị nha. Đây rồi em đổi nha. Dạ, tiếp theo là cây phôi mai vàng mã số 9 nha quý cô chú anh chị. Rồi, hoành thân vị trí này em này là được 20. Dạ. Chiều cao em nó là 69. Có chi cành luôn cô chú anh chị nha. Rồi, đường kính bầu là 30. Rồi, mã số 9 này em giao bác là 550k nha. Dạ. 550.000. Mã số 9. Dạ, em đổi luôn nha. Cái mã số 10 ha. Rồi, cây bonsai mini để bàn. Rồi, cây này dáng nó như con thú ha cô bác. Về cô bác trồng cho nó hơi nằm gì là ra con thú nha. Rồi. Em làm cây cho nó đứng cây. Nhìn cây cũng có duyên lắm nha mấy cô chú anh chị. Nó lên cục cục nè. Rồi, em xin đo Quỳnh Thăng. Rồi, Quỳnh Thăng vị trí này nó là 22. Dạ. Chiều cao em nó là 35. Đường kính bầu của nó là 31. Rồi mã số 10 này em giao lưu của bác là 1.250.000. Dạ 1.250.000 nha quý cô chú anh chị. Rồi, em đổi cây luôn nha. Rồi cây này coi việc cô bác trồng cho nó phóng ra chút ha cô bác. Mã số 11. À. Cây khá quái ha. Dáng này không biết kêu cái con gì nữa. Rồi. Rồi hoành thân vị trí này đó là 19. Dạ. Chiều cao em nó là 57. Đường kính bầu của nó là 27. Nó già cây quá nó nu nần luôn nha quý cô chú. Nó muốn bể xù hết rồi. Lên cục cục con xù đang chảy nách trơn rồi. Rồi mã 11 em giao lưu bác là 900k nha cô bác. Dạ 900.000 mã số 11. Rồi em đỡ cây luôn anh nha. Số 12 là phôi dán trực nha mấy cô chú anh chị. Cốt cành đồ đều hết trơn ha quá. Cái này cô chú anh chị mình ghép phong tàn dù là ok đâu quý cô chú nha. Rồi quanh thắng vị trí này nó là 20. Dạ. Rồi chiều cao em nó là 1m quá ơi. Dạ. Rồi đường kính bầu của nó là em nó là 43. Rồi mã 12 em giao lưu của bác là giá là 900k không bác. Dạ 900.000 luôn cô chú anh chị, mã số 12. 12. Rồi, em đổi cây luôn ha. Rồi. Mã số 13. 13 là một cây quái nha cô bác. Cây này dáng nó hơi siêu siêu nha. Rồi, cái này cái lưng này nó bị ấy nhẹ cái em đục hết trơn ha. Nè em đục vô thịt sống này nè, rồi em chắc keo được rồi hết rồi. Cây này hiện tượng đang lên sùng nha cô bác. Đây cái cục sù của nó nè. Sù cỡ con bắp tay em vậy. Dạ. Rồi dưới em nó cũng đang chảy sù đây nữa nè. Cây khá quái, cái cây này là nó liền nha cô bác. Dạ, cây tử là nó liền. À, liền. Quá, cô chú anh chị nha. Nó liền nguyên khối luôn. Rồi em xin đo hoành thân cái. À, hoành thân vị trí này nó là 29. Dạ, 29. Chiều cao em nó là 87. Đường kính bầu em nó là 51. Rồi mã 13 này em giao bác là giá là 2 triệu. Rồi 2 triệu chẳng luôn nha mấy cô chú anh chị, mã số 13.
Cây quái nữa quá. Cô chú anh chị xem kỹ lại cái phần đế giúp em nha quý cô chú nha. Đế đều hết trơn luôn ha. Nguyên cái này nguyên một bệ đặt cái tử chính này luôn nha cô chú. Nó liền hết luôn. Rồi em đổi cây luôn anh nha. Rồi tới mã 14. Một phôi dán trực lắc có cành luôn nha quý cô chú anh chị. Đế thì khá 6, là đều luôn nha quý cô chú anh chị nha. Rồi cây này ở dưới nó đang hiện tượng đang chớm xù hả cô bác. Rồi hoành thắng vị trí này nó là 30. Có cốt cành đều luôn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao em nó là 89. Đường kính bầu là 36. Rồi một phôi mai vàng trực lắc mình giao lưu giá bao nhiêu anh hả? Phôi mai vàng mã số 14 năm giao lưu bác giá 1,1 triệu nha. Dạ. Cũng báo của bác là nó đang có cái cành này nó bị lũa ha, với nó bị lũa ở chỗ này cái vết cắt trước hồi xưa chủ nhà không có chắc keo quá. Dạ. Rồi đấy xong là em cũng chắc keo lại cho cô bác hết ha. Tại vì cây về gấp quá trời em chưa có làm kỹ nha cô bác. Dạ, mình giao lưu giá bao nhiêu anh? Mã 14 này giao lưu bác giá là 1,1 triệu nha. Dạ rồi, em đổi cây luôn anh nha. Rồi. Tới mã 15. 15 cũng là dán trực luôn nha mấy cô chú. Rồi hoành thang vị trí này là 28. Dạ. Chiều cao em nó là 1m05. Đường kính bầu là 52. Rồi mã 15 năm giao lưu bác giá 2 triệu nha. Cây này mấy cái nách nó đang chớm xù hết nha cô bác. Đây, đang nhóm nhóm hết rồi. Dạ, cây này mình ghép phong tàn dù là ok luôn mấy cô chú anh chị nha. Cây đế đều hết nha, nguyên cái củ nó bự khá bự dưới đây nè. Dạ, đế đều cộng rễ lực luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, mình giao lưu cây này giá bao nhiêu? Mã 15 này giao lưu bác giá là 2 triệu nha. 2 triệu bao phí ship cho bác toàn quốc luôn. Dạ. Dạ, em đã cây luôn anh nha. Rồi, tới mã 16. Cây này cũng quái nha cô bác, quái cây nha. Hoành thang vị trí này nó là 24 đi. Dạ, 24 hoành nha mấy cô chú anh chị. Rồi, chiều cao em nó là 80. Đường kính bầu của em nó là 55. Rồi, mã 16 này. Mã 16 này em giao lưu bác là giá là 3,2 triệu nha cô bác. Dạ, 3,2 triệu cô chú anh chị nha. Này đến nó cũng quái quái luôn nha mấy cô chú anh chị. Dạ, cây nó lên da men hết trơn mấy cô chú nha. Mình giao lưu cây này giá bao nhiêu vậy? Dạ, mã 16 này em giao lưu bác giá là 3,2 triệu nha. Dạ, 3,2 triệu. Cây quái rồi cô bác. Cô chú mình lưu ý cây nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Khoa giúp em nha quý cô chú. Rồi, em đã cây nha. Rồi, mã số 17. Rồi, mã số 17 cũng là cây quái rồi cô bác. Rồi, cây này cái gọng chữ C nhìn rất là khéo luôn nha quý cô chú anh chị nha. Rồi, xin đo hoành thân cho cô bác xem. Rồi, hoành thang vị trí này nó là 22. Dạ, mình được 22. Chiều cao em nó là 62. Đường kính bầu của nó là 40. Rồi, mã 17 này em giao lưu của bác là giá là 1,7 triệu nha. Dạ, 1,7 triệu nha cô chú anh chị. Cây này có cái cần phóng ra nhìn cũng rất là rồi, mã số 17 là giá 1,7 triệu em bao phí ship cho bác toàn quốc nha. Rồi, cô chú anh chị xem phần đế giúp em ha, cây đế này nó cũng quá quá nha quý cô chú. Nó giống như con thú vậy hả? Nà ná con thú. Dạ, rồi em đổi cây luôn nha. 1,7 triệu số 17. Rồi tới mã 18 là một cây sù trứng nha cô bác. Dạ. Sù trứng lọc nha cô bác. Cây trực lắc có cốt cành luôn nha cô chú anh chị, đế nơm luôn ạ. Cây sù. Cây này chi cành đều tứ diện ha mấy cô chú anh chị nha. Đây nó cũng đang nhóm sù ha. Rồi dưới đây là nó lên trứng lọc hết này không? Đây. Nó lên nguyên cái trứng này ha cô bác. Rồi đây ha, nguyên cục mấy trứng nè. Rồi qua đây cũng trứng nữa ha. Rồi đây cũng cục trứng nè cô bác. Rồi đây nữa nè. Trứng nè, trứng nè, trứng nhiều khá nhiều nha cô bác. Đế nơm luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin đâu xóa luôn nha. Cây này nhỏ mà có vỏ nha cô bác. Rồi hoành thang vị trí này nó 15. Dạ, hoành được 15.
À, chiều cao em nó là 1m1 quá. Rồi đường kính bầu của em nó là 30. Rồi mã 18 năm giao lưu bác giá 1,9 triệu nha. Dạ. Một cây sù trứng nha cô bác, sù trứng lọc nha. Hoành nó không có lớn lắm nhưng mà cái thân nước nó già nha mấy cô chú anh chị. Rồi anh đo số đế sổ giùm em luôn ha. Ừ, đế sổ em nó là được là 19 cô bác ơi. Rồi, bên giao lưu kia này giá bao nhiêu anh? À, mã 18 làm giao lưu của bác là giá 1,9 triệu nha. Dạ, 1,9 triệu mã số 18. Cô chú anh chị mình ưng ý cây này thì mình liên hệ với số điện thoại anh Khoa giúp em ha. Rồi em đổi cây luôn ạ. Rồi tới mã 20 là một con thú nha cô bác. Rồi, thú khá khéo nha. Mã số 20. 19. Ờ 19. Tới mã này mã 19 nha cô bác. Dạ, mã số 19. Rồi em xin đo số luôn anh nha. Rồi em xin đo hoành thân cái cổ này ha. Hoành thân vị trí này nó là 20. Dạ. À, chiều cao em nó là 64. À, đế sổ đi, đo cái đế sổ cho quát. Đế sổ là 27 đi quát rồi, 28 tính 27 rồi. Dạ. Rồi đo cái đường kính bầu cái. Đường kính bầu của em nó là 45. Rồi mã 19 em giao lưu của bác là giá là 3,7 triệu nha, con thú này nha. Dạ 3,7 triệu nha với cô chú anh chị. Cộng rễ nôm nó rất là to với cô chú anh chị nha. Trên đây có nó có chỗ mà lũa nhẹ ha, em đã đục rồi hết trơn hả cô bác. Đây. Địch vô đục vô thịt sống trơn rồi. Dạ. Rồi em đổi cây luôn anh nha. Mã số 19 là 3,7 triệu nha với cô chú anh chị. Rồi mã số 20. Rồi tới mã số 20. Cây chực lắc luôn. Ờ, một cây chực lắc cốt cành khá đều nha cô bác. Ờ, cây này hiện tượng đang ở nách ở trên nó đang chảy xù hết hả cô bác. Đây nè mấy cái nách nó đang chảy xù hết rồi. Già cây lắm rồi cô bác ơi. Già cây nó luôn nồng hết trơn rồi nha mấy cô chú anh chị. Đế thì khá là đều luôn mấy cô chú nha. Rồi em xin đo hoành thân cho chị chứ nha. Dạ. Em đo tuốt trên cái ở dưới cái ha cô bác. Đây trên đây vị trí này là 32. Dạ. Em chịch xuống đây là 41. Dạ, rồi. Rồi chiều cao em nó là 1m25. Đường kính bầu em nó là 53. Rồi mã số 20. Mã số 20 em giao lưu bác giá là 3,5 triệu nha cô bác. Dạ 3,5 triệu nha mấy cô chú anh chị mã số 20. Rồi em đỡ cây luôn anh nha. À, tới mã số 21 là một cây dáng bay hả cô bác. Cây này dáng bay ha, hoành cũng khá lớn nha mấy cô chú anh chị. Cây này nguyên cái củ khá lớn nha cô bác. Rồi nó đóng cây tử liền luôn nha. Cái này cây tử này đã liền nha. Rồi em xin đo hoành thân cho cô bác xem. Đây, chí này dễ đo. À, hoành thân vị trí này nó là 41 đi. Dạ, bên được 41. Chiều cao em nó là 89. Đường kính bầu của nó là 51. Và em xin đo cái cũ cho cô bác xem cái ha. Em lòn thước vô trong đi. Em đo cái cũ đặt cho nó. Rồi, cái cũ đặt vị trí này là 92 nè cô bác ơi. Dạ, cũ này 92 nè. Em để cái thước cho cô bác xem luôn ha. Rồi em lòn thước vô trong này hả cô bác. Rồi mã số 21 năm giao lưu bác là giá là 6 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cho cô bác luôn nha. Dạ 6 triệu nha cô chú. Một cây dáng bài khá quái hả cô bác. Đế nó nguyên một khối đế luôn ha. Khối dạ. Đi liền luôn. Rồi mã số 21 này cũng là cuối clip của ngày hôm nay nha cô bác. Rồi, em cũng mắc mong cô bác ủng hộ cho em có động lực đi săn cây nhiều thêm nha cô bác. Rồi em cảm ơn cô bác rất nhiều ạ. Dạ, em cảm ơn mấy cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Em xin chào hẹn cô chú anh chị những clip chia sẻ tiếp theo nha.